Nghệ An đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Viết Dũng, sinh năm 1986, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, về hành vi tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời gian gần đây, đối tượng Nguyễn Viết Dũng đã thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước tại địa phương và tại một số tỉnh thành trong cả nước. Đối tượng đã có nhiều hành động đả kích, bôi xấu chế độ, bôi nhọ danh dự lãnh đạo Đảng, xuyên tạc lịch sử, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Dũng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng theo quy định của pháp luật. 2017, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ, ngay tại cổng nhà thờ giáo xứ Sông Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cả linh mục Nguyễn Đình Thục và dàn đệ tử của Thục đều ngơ ngác, ngỡ ngàng và sốc trước quá trình bắt xử lý chớp nhoáng của các nhân viên an ninh. Nguyễn Viết Dũng được biết đến là người khởi xướng lập Đảng Cộng Hòa, Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, lấy logo Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. 2 tháng 4 năm 2015, Nguyễn Viết Dũng và 5 đảng viên Đảng Cộng Hòa của mình định mượn buổi tuần hành cây xanh do nhóm Green Tree tổ chức để công khai tổ chức của mình, đã bị Công an Hà Nội bắt điều tra. Năm đảng viên của Dũng do thành thật khai báo và nhận lỗi là nghe Dũng lôi kéo nên đã được thả. Riêng Dũng đã bị khởi tố và xử lý với tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Việc Dũng lợi dụng buổi tuần hành gây tiếng vang cho tổ chức đã khiến những người khởi xướng buổi tuần hành yêu cây là Trịnh Anh Tuấn, Gió Lang Thang và Phạm Thị Đoan Trang phản ứng gay gắt. Tuần hành khoác áo yêu cây đang dù mị được nhiều bạn trẻ ngây thơ và được dân chúng ủng hộ là nguyên nhân dẫn đến nhóm yêu cây này bị giới dân chủ Phan Việt Tân lên án quyết liệt như Nguyễn Tường Thụy, Ngô Duy Quyền. Nhờ sự kiện này, Việt Tân và các tổ chức cờ vàng biết đến Dũng Phi Hổ. Bởi vậy, ngày Dũng ra tù, các anh chị đấu tranh dân chủ bu lấy chào đón như người hùng. Từ đó đến nay, Dũng như một thủ lĩnh khởi xướng đưa cờ vàng ba sọc vào trong nước, khiến nhiều con chiên dân chủ khác lập tức thay đổi cách thức hoạt động, đua theo làm fan cờ vàng để hưởng ánh hào quang trên truyền thông dân chủ và máy hút tiền từ kiều bào mơ tưởng ngày phục quốc đã đến. Tiêu biểu như Hồng Thái Hoàng, Lâm Ngân Mai, Quỳnh Thục Vi. Có lẽ nổi tiếng và được thổi lên mây quá nhanh và bất ngờ nên Dũng Phi Hổ nhanh chóng trở thành kiêu binh trong làng dân chủ, gây chiến với hầu hết các hội nhóm, cây đa cây đề của làng dân chủ nên ngày càng đơn độc. Việc Dũng tiếp tục nhập kho chỉ là vấn đề thời gian, khi các đệ tử của linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam như Hoàng Bình, Bạch Hồng Quyền, Lê Đình Lường, Nguyễn Văn Hóa lần lượt bị bắt, truy tố, thì Dũng lập tức thế chỗ, trở thành cánh tay đắc lực và tiếp tục quậy phá ở dải đất miền Trung, giờ đã yên bình hậu Formosa. Có thể đây là nguyên nhân khiến Dũng Phi Hổ bị bắt nhanh hơn dự kiến. Dự rằng sẽ còn nhiều nhà dân chủ cố đấm ăn xôi, tự nguyện tiếp tay cho những linh mục kích động giáo dân gây bất ổn an ninh trật tự theo yêu cầu của Việt Tân là sẽ tiếp tục nhập kho. Và Nguyễn Viết Dũng, nổi danh từ chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia danh tiếng, nhưng quá trình học tập là tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Dũng đã sa đào và cờ bạc, chơi game, dẫn đến nợ môn và bị nhà trường đuổi học. Từng là niềm tự hào của gia đình, sau khi bị đuổi học, Nguyễn Viết Dũng dần rơi vào tuyệt vọng, bị bè bạn xa lánh, và rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Thông qua mối quan hệ với một số nhà dân chủ trong nước, Dũng bị lôi kéo tham gia một số hoạt động có màu sắc chính trị. Cụ thể và điển hình nhất là việc lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để tuyên truyền, đã kích bôi xấu chế độ, và kết quả là Dũng bị đuổi học vào cuối năm 2006. Từ đó đến nay, hắn liên tục tham gia vào các hoạt động xã hội không chính danh. Đâm lao thì phải theo lao. Dũng Phi Hổ tiếp tục ảo tưởng bằng những viên đạn bọc đường từ các thế lực bên ngoài. Điển hình là hắn còn ngông cuồng ngáo đá khi tuyên bố thành lập Đảng Cộng Hòa và Hội Những Người Yêu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Bản vàng thành tích của Dũng Phi Hổ ghi danh với mức án 12 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Sau khi ra tù, cảm nhận được bản thân khó có thể sống trong môi trường tiến bộ, ngựa quen đường cũ, hắn tiếp tục lấn sâu vào các hoạt động chống phá chính quyền. Nhờ sự dìu dắt của một số linh mục cực đoan trong Thiên Chúa giáo và các đối tượng phản động khác, Dũng Phi Hổ tỏ ra tự tin tham gia biểu tình bảo vệ môi trường,
bảo vệ cây xanh Hà Nội vì dân quan. Nhờ bản tính lì lợm của mình mà Việt Tân làm nhầm tưởng rằng Dũng Phi Hổ sẽ trở thành ngọn cờ chống cộng từ bên trong. Vì vậy chúng không tiếc tiền và của rót vào cho hắn mua sắm Lightcam, iPhone, MacBook để dễ dàng hoạt động. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Trong lần trở về giáo xứ Sông Ngọc thăm người anh em Nguyễn Đình Thục, Dũng Phi Hổ đã bị bắt giữ, chờ ngày đưa ra xét xử. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ phản quốc lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm, vi phạm quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam.